Cô Liên xin kính chào bố mẹ. Sau đây, cô xin hướng dẫn bố mẹ cách đồng hành cùng con ở nhà với môn học tiếng Anh trên LMS. Bước 1. Bố mẹ truy cập vào trang web lms.vinschool.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản Vinschool của con. Bước 2. Ở thanh dọc bên tay trái màn hình, bố mẹ chọn mục Courses hình quyển sách và chọn lớp học tiếng Anh tương ứng của con. Ví dụ, con học lớp 1A3 thì lớp tiếng Anh tương ứng của con sẽ là lớp ESL 1E3 Stage 1. Sau khi chọn môn học tiếng Anh, bố mẹ sẽ nhìn thấy cô giáo đã chia nội dung học theo từng tuần. Mỗi tuần đều có đề ngày tháng để bố mẹ tiện theo dõi. Ngoài ra, để giúp bố mẹ và các con không mất công tìm kiếm, cô Liên đã kéo module gần nhất lên trên đầu trang web. Với mỗi tuần học, các con sẽ được cô cung cấp rất nhiều tư liệu học tập như mục tiêu học tập trong tuần, hướng dẫn tự học trước tuần, hai bài quiz để ôn tập ở nhà và một bài phiếu bài tập. Cô Liên đã tổng hợp lại và chia thành nhiệm vụ học tập theo từng ngày trong page hướng dẫn ôn tập hàng ngày ở nhà, hình bông hoa. Bố mẹ giúp cô mở page này ra và hướng dẫn con ôn tập theo gợi ý của cô. Ví dụ, với ngày thứ hai của tuần này, con có hai nhiệm vụ học tập. Ở đây, cô Liên đã liên kết luôn đường link của bài học vào đây. Bố mẹ chỉ cần click vào nút tại đây là có thể chuyển sang trang web cần học rồi ạ. Với những tuần có nhiều từ mới, cô Liên cũng thiết kế game để các con có cơ hội được ôn tập thêm ở nhà mà không bị quá nhàm chán. Cô có ghi lưu ý là con sẽ chơi game này hàng ngày, nên bố mẹ giúp cô nhắc con chơi game hàng ngày giúp ạ. Ngoài ra, cô Liên cũng thường xuyên update những nội dung kiến thức đã học ở trên lớp qua page này. Bố mẹ chỉ cần bám sát theo gợi ý học tập của cô trên này là con có thể ôn tập được toàn bộ kiến thức học trong tuần và hoàn thành hết các nhiệm vụ học tập của tuần rồi ạ. Cô Liên xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của bố mẹ. Cô chúc các con sẽ có những giờ học tập thật hiệu quả và lý thú. Cảm ơn bố mẹ đã lắng nghe ạ.